Nguyễn Hương có chắc chắc đúng ngày sinh không? Đúng là thầy. Chuẩn không? Nhìn không chọn nào. Hả? Nhìn không chọn là thầy. Thầy cũng hỏi cái một chút, con gái nhờ thầy gái Được, ra đăng ký các bạn ấy. Việc đầu tiên là phải giải hết các âm, người âm theo mình đi, vong linh ở đất theo mình chín chín. mình bán cái nhà thì mình ở trên chỗ trung tâm quốc À. Khi mà đất có âm thì khó bán, giá đi để bán. Tại sao thầy hỏi là không giống? Tại vì mệnh cử môn thì phải làm cô giáo, thầy giáo gì đó. Em không làm cô giáo thầy giáo gì ạ. Thế có làm là mới làm nghề gì? Bây giờ làm liên quan khá liên quan tài chính thôi, cơ quan nhà nước À. mà có mấy là Nhưng mà đọc nếu cơ quan nhà nước phải đọc đúng nghề thầy dạy xem rất hay. mình thường nói là cơ quan nhà nước nhưng mà nó là doanh nghiệp nhà nước thôi này, chứ không phải Mình phụ trách mảng gì? mình đang làm kiểm soát ạ. Kiểm soát là bộ Rồi, ok. Thế là may mắn. Thì thầy nói là cứ môn nằm tại là cũng nằm tại cung này cũng là cung tù. Cung tù thì cái đề giải cung tù thì thay vì việc mình bị soi xét bị bắt thì mình đi bắt người đi soi thằng khác. Thế cô này cô đi làm kiểm soát là đúng. Bởi vì chỉ có làm kiểm soát thì bệnh nó mặt nó mới sáng này thôi. Chứ mà làm kinh doanh là dễ cung tù lắm. Vì cứ môn làm đây là xấu quá. nhưng mà em có quan Lộc Thiên Đồng em hay phải đuổi việc đúng vậy. Không, cái quan trọng là em có công phúc đức rất tốt. Nghĩa là kiếp trước đã tu rồi, kiếp này lại tiếp tục tu tiếp. Nghĩa là mình có cung phúc đức là thiên lương và có tứ linh chiếu và thân bệnh tốt. Nghĩa là cung bệnh sinh ra không được thuận lợi lắm, tuổi bé khó nuôi. Bé cự môn và hóa kỵ Đà La à, khó nuôi dễ. Như Đà La bị hóa thì là em dễ bị ung thư đúng không thầy? Đúng rồi, dễ bị ung thư. Ung thư gì mà biết được không ạ thầy? Ung thư này sẽ ung thư liên quan đến răng miệng họng. Nhưng mà vì có cung phúc đức kia tốt kìa nên là mình sẽ vượt qua tốt. Thế có thiên hình ở đấy thì nó bị làm sao vậy ạ? Sao thiên hình thì mình đi chuyên làm pháp luật rồi, mình là sao giám sát mà, chuyên học luật, chuyên đi giám sát người khác, chuyên phân chia rồi chuyên đi giải 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 những việc đấy thì sao thiên hình nó đỡ, nó xấu tốt đi. Nghĩa là bản thân cái nghề của em ấy nó giải cái mệnh này rất nhiều. Nên thầy mới hỏi cụ thể là công việc em làm là gì. Cái nghề đấy nó giải cho em rất nhiều thứ trong cái mệnh. Chưa? Vấn đề là bây giờ phải xét đến đại tiểu vận. Là cung quan lộc của em là thiên đồng hãm địa, có nghĩa là cái công việc của em nó mang tính chất thay đổi liên tục. Thay việc, đổi việc liên tục. Học nghề ngoài này ra làm nghề khác. Và làm nhà nước thì không nhắc tới có quyền được, thì mình có hóa quyền là cung quan lộc, mình sẽ có quyền lực hóa khoa làm cung tài bạch chiếu mệnh có kiến thức đúng không, nhưng không có hóa lộc chiếu mệnh tốt nhất để kinh doanh. Em không có ý định kinh doanh. Chỉ có quyền và có khoa kiến thức thôi, tập trung hai cái thứ đấy. Ok nhá. Một vấn đề nữa là em rất may mắn bởi vì cái đại vận của em 16 tuổi ra đã tốt rồi, 2 sao rồi. 26 tuổi trở ra cũng thiên lương đắc địa cực kỳ an toàn từ giờ đến 36 tuổi. Nhưng mà cái sau suy hiểm đấy thì có sao không? Sau khi cung phúc nước suy nó nói phần âm gia tiên là mình thế là sao có bị ảnh hưởng thì đến các con mình nó sẽ ảnh hưởng. Thế em thì không bị ảnh hưởng gì bây giờ nó suy thì mình tu tiếp nó lên. 36 tuổi trở ra lại có điền trạch có thanh long thì là thành công rực rỡ vì có sát thất sát và có thiên phủ tử vi làm cung con chiếu đúng không. 46 trở ra thì lúc đấy nó mới dễ ốm đau bệnh tật bị thì bệnh lúc đấy gì là vận nó hãm đấy, lúc đấy là đường ruột dễ kém này rồi dễ bị ốm đau bệnh tật bởi vì Đà La khóa kỵ hãm tam hợp. Chà, nếu tu tập tốt thì vượt qua tiếp đến năm 56 tuổi, tu tập làm như thế nào rồi? làm nhiều việc công đức tốt bụng không phải là mình đi tu đâu. À, tu tại gia cũng là tu mà, tu tâm là tu mà thì sẽ tốt này. Rồi đến vận 1 năm 6 trở ra ấy, vận đấy là có cả không kiếp
tam hợp kim cung vận 56 và gặp bộ ở đấy, cái vận đấy là ví dễ toi, bộ là dễ trông. Nghĩa là nếu mà sợ chết thì 556 năm muốn đến năm 75 à đến 65 thì cái vận đấy dễ chết, bởi vì địa không địa kiếp nó chiếu thì vận đấy là hãy năng làm việc công đức đã thoát. Nhưng mà em có tuần thì nó có đỡ hơn ông này, tuần cái tuần ở cung đấy thôi nhưng mà không kiếp hãm thì ở hai cung kia nó chiếu cái mạnh. Được chưa? Có dễ là chết trong cái giai đoạn này thì này tu tiếp để thoát tiếp. Thì có long nhất thiên thọ thì nó có đỡ hơn này. Nó đỡ hơn cho người tuổi tuổi tác thôi nhưng mà làm cho mình bệnh tật thì cũng khổ hơn. Đúng không? Sống là phải vui, chết là phải khỏe. Em phải sống hết thọ được đến thế à? Rồi cung chồng của mình nhá, chồng có sao thấy âm đặt vào đấy là chồng sẽ nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà gặp triệt thì sao ạ? Gặp triệt thì nó mới nhẹ nhàng, chứ hãm thấy âm hãm không nó lại nhiều. Nhưng mà thầy ơi, triệt thì thường là bảo là đến 36 tuổi, nhưng mà của em là sẽ 36 tuổi sẽ mất tác dụng thầy. Ừ, cháu triệt mất tác dụng là 36. Thế nếu thế thì sau khi mà nó mất tác dụng thì thằng thái âm này nó sẽ bị ảnh hưởng đều. Vấn đề là như thế này, em là mệnh có cô thần quả tú. Là cung con em có hai dòng, có tà phù chiếu vào đấy, nằm vào đấy. Nên là cái việc mà em với chồng em mà giữ được giữ gìn được mà không chung thủy được với nhau đến cuối đời thì em phải nhờ rất nhiều về tâm linh. Hiện tại thì em chưa lấy chồng. Nhờ rất nhiều về tâm linh. Thế thì em có thể cách giải chồng bằng cách là em lấy anh có con rồi. Nếu em lấy anh có con rồi thì em có sống được hạnh phúc này. Thì hạnh phúc, bởi vì em giải được cung con này và cung chồng của em có cái sao song hào đấy, nó sẽ có nghĩa là con số không, chỉ lấy một chồng thôi là ok. Đại hao ở chỗ chung chồng nghĩa là sao? Song hao là cũng ở chồng cũng số chuyển chồng đổi chồng. Thế nhưng mà theo thấy thì em có sụp có số như thế không? Nếu em mà lấy anh đã có vợ rồi thì được song hao nó sẽ chặn lại hết. À nếu em lấy có anh có vợ rồi thì không sao nhỉ? Thế thì thiên khóc thì có phải sao hay khóc vậy? Thiên khóc là khóc về chồng. Em lại khóc về chồng nữa. Nếu lấy chồng trẻ. Chồng già thì không sao. Già là mình thiệt hại rồi. Linh tinh thì hình như là người ta sẽ đam mê một cái gì đấy, đúng không ạ? Thì có biết là đam mê gì không ạ? Sao linh tinh đi với đại hao đam mê cờ bạc? Rượu thì có tính không phải? Đấy, rượu đấy, ăn chơi. Thích nhậu nhẹt cũng là một hạng đam mê. Thế thiên hư thì sao thầy? Thiên hư ở đâu? Thiên hư nên là lưu thiên hư, không xét cái cung này. Thì đến vận, đại vận đến cung đấy người ta mới xét. Có cái dấu sao đằng trước các sao là không phải xét ở các cung nhá. Sao mộng dục thì là cái sao mà đấy, nếu mà lấy anh đã có vợ rồi thì anh đã từng ở với người khác rồi mới lấy mình. Thì nếu mà em mà lấy được người đã có vợ thì nó sẽ hóa giải cái cung chồng này là rất an toàn. Chồng em là người thế nào hả? Nếu mà lấy được thế thì lấy được một anh nhẹ nhàng này, kinh doanh buôn bán này, nghệ thuật này, có quyền lực này, đẹp trai này, tử tế, hào phóng. Lấy được anh này ra em sẽ sống được giỏi hơn cái gì ạ? Cung con rồi, con em thì sao thầy? Con thì sinh ra con thần thánh rồi, tử vi thiên phủ mà. Nhưng mà nó lại bị triệt thì nó bị ảnh. Triệt có nghĩa là số nó không gần mình. À, nó không sống gần em. Với hai là em chậm con, đến 31 tuổi chưa con cũng là triệt. Lúc đấy sao triệt nó mà tắt đi rồi. Em có phải khó sinh con không thầy? Hơi khó một chút, bởi vì mộng dục gặp triệt. Nhưng mà nếu như em mà lấy người đã và con... sao thai em tật ách là có sao thai và đào hoa đào hồng sao thai đóng cung tật ách là số khó mang bầu. Em lấy anh đã có con rồi thì sao, con của người ta sẽ tốt vậy ạ? Tốt thì mình nuôi con thì người ta cũng là một việc công đức. Nhưng mà nếu như em không nuôi thì con ở với người khác thì sao, ở với vợ ấy cũng được. Nếu mà nó ở mình thì đừng có đánh nó, bị quay phim chụp ảnh lên báo chứ. Tức là triệt ở đây thì em chỉ bị là xa con luôn vậy. May mà không làm cô giáo mầm non. Chứ gì em có số đánh con trẻ con đó thầy. Cung tài bạch, cung điền sạch của em sao hả thầy? Tài bạch thì thiên cơ hóa khoa, kiếm tiền một cách có học thức. Còn điền trạch có thất sát thì sau này nhiều đất lắm. Sau thất sát là sau chia đất, nhiều đất. Chiếm được nhiều đất. Chiếm mà thầy, không phải tự em mua à? Chiếm mình phải đất. Chiếm là kiểu như em được hưởng mà thầy.
từ phủ Lưu Hà đây thì có ảnh hưởng đến Lưu Hà là có nhà mặt hồ, mặt sông, view đẹp. Kiếp sát thì sao này? Kiếp sát không quan trọng, cung điện trạch kiếp sát không vấn đề gì nữa. Kiếp sát nằm cung điện trạch thì nó nói lên là ở cái nơi đấy á, là ngày xưa có giết chóc, có một cái gì đấy nó manh động ở cái đất đấy thôi. Khi mình thờ cúng tốt thì có sợ gì đâu. Quan lộc của em thì dạy xem em sẽ sắp thay đổi việc hay là gì không? Sẽ thay đổi việc vào năm sang năm là thiếu gì nào? Sang năm năm nữa là dễ đổi được việc. Sang việc có tốt hơn 19. Không ạ? Càng đổi càng tốt. Nhưng em cứ bám sát người nghề thanh tra giám sát. Thế còn nếu không là em dễ bị ấy này. Đúng rồi, dễ bị tù. Nói chung là em nó không nên kinh doanh thôi chị ạ. Đúng thế. Nên đi phán thôi, học thêm tử vi phán tốt. Em cũng thích học tử vi đấy thầy. Thấy em coi sao bạch hổ để có ảnh hưởng gì không? Sao lại ý như thế ạ? Bạch hổ đâu? Thiên di ý là em có căn đấy. Em có tứ linh chiếu cung thiên di nên đi ra ngoài học về tâm linh tốt. Em có ý định học đấy ạ. Nhưng mà thiên di của em bị còn đấy thì làm sao? Cô này vào lớp thầy vui quá không chịu được. Thầy, em thiên di có bị tuần đấy thì làm sao này? Thái dương gặp tuần mới sáng chứ. Thái dương ở đây ở thấy hãm mà. Gặp tuần thì nó sáng lên. Thầy xem em không thiên di thì ra ngoài có tốt không ạ? Có. Là một người trắng trẻo, người có sao bạch hổ, ăn nói khôn khéo, người cơ tấu thư, văn xương văn khúc, chiếu cung thiên di là ra ngoài thể hiện mình là người văn võ, văn tốt, cách văn tốt. Văn của em thấy không giỏi. Không văn giỏi thì thơ giỏi, rồi nhạc giỏi, rồi đã có thiên khôi là xinh đẹp, thiên y là sạch sẽ và có khả năng chăm sóc người khác tốt. Mệnh em thì không tốt nhá. Cha mẹ em đánh giá em không cao nhưng người xã hội đánh giá em cực cao. Cao hơn so với quy định này. Cao hơn so với bố mẹ em đánh giá. Thiên mã ở mệnh thì sao ạ? Thiên mã ở mệnh đa tài. Nghĩa là em là con người sống về hướng ngoại tốt hơn. Đi ra ngoài nhiều người đánh giá cao hơn ở nhà. Nhưng mà em cảm thấy em là hướng nội ấy. Em hướng nội thì nó có cung thiên di của em sáng hơn cung mệnh. Em hướng nội nhiều không tốt. Bởi mệnh của mình không tốt. Đấy hướng ngoại. Em càng lớn thì càng tốt thì tại cục hòa bản mệnh nên lớn với bé như nhau thôi. Thấy giai đoạn nào em là tốt nhất ạ? Sau 36. Sau 36. Sau 36. Thầy xem hộ em khi nào em lấy chồng với thầy. Cô thần quả tú chiếu mệnh. Đáng lẽ ra năm nay lấy chồng đấy. Thằng mấy lấy được rồi thầy? Tháng 12. Cũng có đang tìm hiểu một người. Nhưng mà nên giải câu thần quả tú chiếu mệnh đi. Để tháng 12 lấy chồng. Đúng thầy. Cái gì giải sổ thế nào ạ? Chiếu phát đứng ra kia các bạn đăng ký thầy sẽ phát cho bạn ạ. Giải thiện viên theo. Thì tháng 12 qua đồng chí. Đấy đúng. Đồng chí. Qua đồng chí vì năm nay 1368 là kim lâu mà. Sau tháng 11 âm, tháng 12 âm là cưới tốt. Nhanh lên. Em cũng muốn nhanh. Tại vì đào hoa cung tận ách mình rất nhiều sao xấu khó mang bầu, càng cưới sớm càng tốt. Cưới sớm thì anh có vợ chưa? Anh ấy có rồi. Thế thì đúng số thôi, cưới luôn. Anh ấy có vợ rồi thì mà lại đúng số rồi, cưới luôn. Thầy không biết đùa, thầy xem một cô mới nhất nhá. 2-3 năm trước thầy bảo là sẽ lấy là một anh ấy có vợ rồi để anh như thế này đúng thật luôn. Thôi vừa rồi vào Sài Gòn anh đến gặp thầy luôn, đi từ Đức về chỉ gặp thầy bởi vì thầy phán đúng quá. Đây. Thắng đâu nhỉ? Đây làm đi. Đấy bỏ cho anh đi. Anh đi cả nhà. Đấy. 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 Con lấy từ đời đến giờ đến lượt không chưa? Chưa. Cái người theo con thì thế nào? Cái nặng đó, là cái vong theo. À, xinh đẹp này thì vong theo nó mê mẩn mình lắm rồi. Gọi lên chắc khóc. Thế nếu mà giải vong đấy thì con phải đi theo ai không ạ? Con phải thành người đi cùng, con phải con đi một lần nữa. Mừng được rồi, thiếu gì người đây lắm để giải. Mà gọi lên nhập thẳng vào mình cho nó có cảm nhận chứ. Nha. Công huynh đệ này thì có cả phục binh không kiếp hỏa tinh nóng đây thì gần nhau sẽ hay nói xấu dèm pha nhau. Tốt nhất là
chơi với nhau được thôi, còn làm ăn với nhau là hơi lận đận. Số con là cái lá số này cũng ok đúng thầy. Ok, căn bệnh ok. Nếu mà con muốn học thì sao thầy? Muốn học từ Vi á? Đã đăng ký các bạn. Về lớp của thầy vui lắm. Con đang muốn hôm học vừa rồi tổ chức sinh nhật 20 tháng 11 này, 4 giờ sáng mới về này. Các bạn đang học nhiều nơi. Thầy đi lễ ở đâu thì các bạn đi theo đấy học. Con cảm ơn thầy ạ. Có sợ nhất là cùng chồng luôn, thực sự xấu lắm. Ừ.